Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, Tin Mới xin tiếp tục truyền đến quý vị khán giả các tin tức mới nhất về diễn biến đợt lũ thứ 3 trên sông Trường Giang. Đáng chú ý là thông tin tình trạng mưa lũ đã bắt đầu đổ bộ vào miền Bắc của nước này. Trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Sông Trường Giang nổi cơn thịnh nộ. Gần 55 triệu người chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trung Quốc. Mưa lũ ồ ạt bắt đầu đổ bộ miền Bắc Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình đổ bộ của đợt lũ số 3 trên sông Trường Giang từ ngày Chủ nhật, thì người dân Trung Quốc dọc theo con sông đang phải cấp tập gia cố đê bao trước khi đập Tam Hiệp xả thêm nước, khiến các thị trấn bị ngập lần nữa bởi trận lụt lớn này. Lũ trên sông Trường Giang một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Từ tối thứ hai, nước mưa bắt đầu đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp. Ở vùng trung lưu sông Trường Giang với tốc độ hơn 60.000 mét khối mỗi giây. Theo tờ Asia Times, lượng nước tương đương với tốc độ dòng chảy cao nhất 10 ngày trước đã bổ sung hơn 10 tỷ mét khối nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ. Sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh cuối tuần trước cảnh báo về một trận đại hồng thủy mới, tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, nhà điều hành đập một lần nữa đặt mình vào tư thế thời chiến. Tập đoàn đã mở cổng xả lũ và đập tràn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm hạ bớt mực nước trong hồ chứa 39,3 tỷ mét khối để nó có thể tiếp tục trữ lũ mới từ ngày thứ Hai. Vào sáng ngày thứ Ba, tập đoàn cho biết khối lượng dòng nước được ghi nhận tại các hồ chứa ở thượng nguồn dao động trong khoảng 50.000 đến 60.000 mét khối mỗi giây. Kế hoạch là giữ nước lũ càng nhiều càng tốt để có thêm thời gian cho các thành phố ở hạ lưu tăng cường phòng thủ. Nước sẽ được điều chỉnh vào sông Trường Giang chỉ với tốc độ 38.000 mét khối mỗi giây để có thêm thời gian. Tân Hoa Xã hôm thứ Hai dẫn lời nhà điều hành nói rằng hồ chứa của đập đã có ít nhất 14 tỷ mét khối dung tích bổ sung để làm chậm lũ lụt, mặc dù dòng chảy nước lũ hiện đã tăng thêm 12.000 mét khối mỗi giây, nhưng phải cần 13 ngày để hồ chứa Tam Hiệp đầy đến ngọn. Khả năng điều tiết lũ trên lý thuyết của toàn bộ dự án Tam Hiệp là 22,15 tỷ mét khối. Trong một nỗ lực để bác bỏ suy đoán về sự cố vỡ đập Tam Hiệp có thể xảy ra, Tân Hóa Xã vào tuần trước thừa nhận rằng đợt Tam Hiệp bị biến dạng nhẹ ở một số phần ngoại vi của công trình. Nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng lũ lụt năm nay là nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lưu lượng cao nhất 61.000 mét khối mỗi giây được ghi nhận vào hôm Chủ nhật tuần trước, cho đến thời điểm hiện tại là kỷ lục của năm nay, nhưng nhỏ hơn với mức 72.200 của năm 2012 khi đập Tam Hiệp trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2002. Tân Hoa Xã cho biết kết cấu của đập Tam Hiệp gần như không thể xâm nhập được và tất cả các chỉ số về tình trạng kết cấu đều nằm trong các thông số thiết kế. Tập đoàn Tam Hiệp cũng nhấn mạnh trên tài khoản WeChat của mình rằng đập Tam Hiệp được làm bằng 1 triệu mét khối bê tông cốt thép và là đập trọng lực nên nó sẽ chịu được một quả bom hạt nhân cũng như lũ lụt tồi tệ của một trận đại hồng thủy. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hôm vừa qua đã nói trong một cuộc họp khẩn cấp với tập đoàn Tam Hiệp rằng cần có hành động cẩn trọng và chắc chắn để điều tiết và giảm thiểu nước dọc theo toàn bộ sông Trường Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo mưa xối xả tiếp tục đổ vào tỉnh miền Trung, Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp cũng như các tỉnh thượng nguồn Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và các tỉnh hạ lưu như Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Các tỉnh này sẽ có lượng mưa 180mm một ngày trong suốt tuần, với một số khu vực có lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ.
Các đợt mưa lớn liên miên trong thời gian qua tại Trung Quốc đã gây ra nhiều ảnh hưởng trên diện rộng và thiệt hại nặng nề ở đất nước này. Theo thống kê mới nhất vừa được Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc công bố cho thấy, các trận lũ lụt kể từ khi nước này bước vào mùa lũ chính đến nay đã ảnh hưởng cho gần 55 triệu lượt người của 27 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc, là 158 người thiệt mạng và mất tích. Thiệt hại kinh tế lên đến hơn 144 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 20 tỷ đô la so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm gần đây. Số người bị ảnh hưởng bởi lũ ở nước này đã tăng 23,4%, thiệt hại kinh tế cũng tăng 13,8%, nhưng số người chết và mất tích giảm tới 53,9%. Hiện nay, mực nước dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang, đoạn dưới khu vực Thạch Thủ và hai hồ liên tục vượt mức báo động, có nơi vượt mức nước an toàn. Các đoạn sông phía dưới đập Vương Gia trên sông Hoài vẫn đang vượt mức báo động trên toàn tuyến. Trong một cuộc họp với công tác phòng chống lũ trên sông Trường Giang, sông Hoài và các khu vực trọng điểm ở miền Bắc nước này vừa tổ chức, ông Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu phải theo dõi sát sao xu thế phát triển của mưa lũ, tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo lũ và rà soát, khắc phục những rủi ro tiềm ẩn. Qua bàn bạc, hội nghị quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng phòng lũ cấp 2 trên sông Trường Giang và sông Hoài. Đây là ngày thứ 17 liên tiếp Trung Quốc duy trì mức hưởng ứng cao này. Dự báo sau khi giải mưa dịch chuyển lên miền Bắc nước này, từ ngày thứ Tư, khu vực nằm ở phía nam sông Hoàng Hà và phía bắc sông Hoài, vùng Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Tình hình lũ lụt tại lưu vực sông Hoàng Hà, Hải Hà và vùng Đông Bắc nước này sẽ tương đối nghiêm trọng. Mùa lũ năm nay được cho là đã gây thiệt hại lớn cho khu vực thuộc lưu vực sông Trường Giang. Hôm Chủ nhật, trận lũ lớn thứ 3 tính từ đầu mùa đã về đến đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Trường Giang, đoạn qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vừa thông tin rằng diễn biến mưa lũ trên sông Dương Tử đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc, mang theo dông bão, gió lớn và mưa lũ xối xả tới những vùng rộng lớn ở miền Bắc của nước này. Cụ thể, theo tờ China Daily dẫn thông tin dự báo thời tiết của Trung Quốc, dự báo mưa lũ sẽ di chuyển về miền Bắc từ ngày thứ Tư. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, khi mưa lớn giảm rõ rệt vào hôm thứ Ba ở vùng Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang, nhiệt độ ở các khu vực này sẽ tăng đột biến vào hôm thứ Tư, bắt đầu ở một giai đoạn oi bức ở phía Bắc, hầu hết các khu vực sẽ có mưa và dông. Trong đó thì mưa to được dự báo ở các khu vực của khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc. Lượng mưa lớn hơn cũng có khả năng sẽ tấn công ở phía Tây Bắc và phía Bắc Trung Quốc vào đầu tuần tới. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hôm thứ Ba, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao do sóng nhiệt đã bao phủ hầu hết các vùng của đất nước. Hầu hết các khu vực của Trung Quốc bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam và các khu vực phía nam sông Trường Giang, miền nam Trung Quốc bao gồm Hải Nam, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương, dự kiến nhiệt độ tăng lên trên 35 độ C. Ở một số khu vực này, nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C. Một phần của các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Hải Nam được dự báo sẽ có nhiệt độ lên đến gần 40 độ C trong tuần này. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất mạnh hôm nay đã làm xáo trộn cuộc sống của hàng chục nghìn người dân ở khu vực Tây Nam của Trung Quốc. Lúc 16 giờ 30 phút theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 đến 12 km. Nhà người dân sụp đổ dưới sức mạnh của trận động đất, đội cứu hộ nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Người dân địa phương cố gắng tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Rất nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ. Một người dân sống tại huyện Lỗ Điện cho biết, khi trận động đất xảy ra, tôi cảm thấy choáng váng, một số đồ trong nhà rơi ra khỏi kệ. Những tòa nhà bị nứt vỡ sau cơn địa chấn, phương tiện giao thông bị hư hại. Một người phụ nữ chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra tại địa phương. Một ngôi nhà tại huyện Kyongja gần huyện Lỗ Điện sụp đổ trong trận động đất. Hàng chục nghìn tòa nhà bị sập hoặc hư hại nặng trong trận động đất tại Tây Nam Trung Quốc, phần lớn là những ngôi nhà cũ.
đội cứu hộ tại huyện Gyeongja giải cứu một nạn nhân bị gạch đá đè lấp trong một trận động đất. Một binh sĩ cõng một cụ già rời khỏi hiện trường động đất. Quân khu thành đô đã phái 2.500 binh sĩ gồm lực lượng chính quy và dự bị đến tham gia công tác giải cứu khẩn cấp tại hiện trường động đất ở tỉnh Vân Nam. Binh sĩ này bế một em bé đến nơi di tản sau trận động đất. Chính quyền cho biết vẫn còn hơn 180 người mất tích, có thể đang bị vùi dưới các lớp gạch đá. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu giới chức coi cứu mạng người là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực cứu hộ sau trận động đất khiến hàng trăm người chết hôm vừa qua. Ngay sau khi động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị về cứu hộ và khắc phục hậu quả sau động đất. Trong chỉ thị, ông yêu cầu giới chức ưu tiên hoạt động cứu mạng người, giảm thiểu thương vong và thu xếp chỗ trú ẩn phù hợp cho nạn nhân, Tân Hoa Xã đưa tin. Ông Tập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dồn toàn lực cho nỗ lực cứu trợ người sống sót sau động đất, theo dõi dư chấn để chặn những thảm họa phát sinh. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị về cứu trợ và cứu nạn sau động đất. Ông ra lệnh cho chính quyền địa phương áp dụng mọi biện pháp để cứu người bị thương và người đang nằm dưới các đống đổ nát. Cơn địa chấn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Bắc Kinh. Tâm chấn nằm ở thị trấn Long Tong San, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam. Reuters đưa tin ít nhất 367 người thiệt mạng và 1.881 người bị thương bởi thảm họa. Theo thống kê mới nhất của chính quyền, động đất làm 12.000 ngôi nhà đổ, 30.000 ngôi nhà hư hại. Địa chấn cũng phá hỏng hệ thống đường giao thông, điện lưới và viễn thông ở quận Lỗ Điện. Nhiều cây cầu nứt gãy buộc lực lượng cứu hộ phải đi bộ tới khu vực động đất tàn phá. Nó cũng khiến đất đá đổ xuống một con sông gần làng Yongxian, đe dọa tính mạng của hơn 800 dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.